Đây mình tiến sát lại con nái, nó đang đẻ nè các bạn. Các bạn thấy chưa, đây con nái đẻ được một số con rồi mà bụng vẫn còn to nè. Đó, con trong sọt nha. Rồi bầy bên đây đang ngủ luôn nè các bạn ơi. Đó, ok chưa, con nào con nấy ăn cái bụng nè, mập ú nu luôn. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Tối nay là mình có một con heo nó đang đẻ các bạn. Bây giờ mình quay cái con nái mà đang đẻ cho các bạn xem nè. Rồi các bạn có đóng góp gì cho cái kênh của mình á thì các bạn cứ bình luận xuống để mình tham khảo và mình sẽ rút kinh nghiệm và mình sẽ xây dựng kênh tốt hơn cho các bạn nha. Trong tương lai á là mình sẽ mua một cái livecam mình quay để cho nó thay đổi cái bối cảnh các bạn, để cho nó video nó thêm sinh động, nó hấp dẫn hơn nha. Tục hôm nay mình có con heo đẻ tiếp nè các bạn. Mình thấy nó dở nước ối rồi, đi vô lấy cái điện thoại ra quay mà giờ đi ra là thấy đẻ luôn rồi nè các bạn. Lúc nãy mình đi lại cái bầy này nè, mình thấy cái con nhỏ mini của mình nè là nó gớt xuống dưới rồi, rồi mình bắt nó lên rồi mình đổ thêm sữa cho nó uống nè. Rồi bây giờ nó lại nó uống cái bụng trong bóc luôn nè. Hồi nãy nó tớp dọp rồi. Rồi con kia nó ngồi dị rồi, để mình đi lại mình bắt cái con nhỏ này ra. Được một con rồi nha các bạn. Cái con này nè các bạn, đảm bảo các bạn là con trắng nha, tại vì con này mình phối tinh mình để lại mình làm giống nha. Đây là đẻ toàn bộ là trắng hết. Con đầu tiên là trắng, những con sau là trắng hết, không có bông, có bò gì hết á. Đây con mẹ nó là hai máu nha. Còn bầy này á, là bầy giống của mình. À, con này không biết được bao nhiêu con nữa. Con đầu tiên là mình thấy là con đực rồi đó các bạn. Rồi heo mình chuẩn bị ra con thứ hai nè các bạn, để quay cận cảnh con thứ hai cho các bạn xem nha. Nó gặn cái nữa là con thứ hai ra nha các bạn. Coi kìa. Vừa đẻ mà vừa đái luôn. Rồi con thứ hai ra các bạn ơi, ra nha, gặn ra tới rồi, tới rồi. Con này chắc to các bạn, gặn thấy đau hoàng hoại, nãy giờ chở mình 2-3 lần rồi. Rồi gặn cái nữa ra luôn nè. Quá trời thở đi. Thở quá trời rồi. Rồi gặn ra, cái đuôi ra trước các bạn nhìn thấy cái đuôi nó chưa? Đó. Heo to các bạn ơi. Rồi con này ra con cái nha các bạn. Rồi mừng nha, được một con cái, ok. Gắn ra thêm hai con cái nữa đi là bị vốn nha các bạn. Bị vốn tiền tinh thôi nha, chứ không phải là bị vốn tiền heo đâu. Bụng này á thì mình thấy nó cũng tương đối đó. Nhưng mà không biết là được bao nhiêu con. Cái con này lứa này nữa thì nó rơi vào tầm con này lứa này nữa thì nó rơi vào tầm lứa 3 thôi các bạn, chứ không phải là lứa nhất là mình bỏ rồi, lứa 2 là một lần, lứa này là lứa 3, chắc cú là lứa 3 nha. Rồi được hai con nha. Bầy này thì mình sẽ ưu tiên, mình sẽ bấm tay mình để lại làm giống nha các bạn. Thì tiếp tục con thứ ba ra nè các bạn. Con thứ ba này là ra đít trước nha, ra giò nè. Rồi ra luôn các bạn ơi. Con nào cũng to hết các bạn, to giống như cái bầy mới đẻ đợt trước vậy đó. Con thứ ba này là con đực nha, một bé đực. Rồi được ba con này các bạn, to lắm các bạn ơi. Bụng này á là mình đón khoảng 10 con các bạn, nhưng mà không biết là được 10 con hay không nha. Nó có giống như là cái con mới đẻ mấy bữa trước hay không. Rồi để cho cái con này vô sọt luôn. Còn bầy bên đây ăn no rồi ngủ nè. Bầy bên đây to hết rồi, bầy bên đây là cỡ chục ký rồi đó. Bầy bên đó với bầy này là chung nè, cái đó là hai bầy là được 28 con. Một bầy đẻ 12 con với một bầy đẻ 21 con, mà bây giờ nó còn được 28 con nha. Cập nhật tình hình con heo đẻ cho các bạn xem nè. Đây là con thứ tư, một con đực nữa nha các bạn. Đi ra ngoài vô là thấy nó đẻ rồi. Hiện tại là 4 con rồi nha. Con nào cũng lấy trắng tinh mà con bự, con đẻ con bự vậy là nuôi con nó khỏe lắm các bạn, nó mạnh lắm, nó nhanh lớn lắm. Mà bụng thì vẫn còn tròn nha, nó chưa xẹp, nó vẫn còn tròn. 4 con rồi mới có con cái nha, không biết được bao nhiêu con cái đây. Tiếp tục đẻ ra con thứ năm nữa nè các bạn ơi. Con thứ năm này hơi nhỏ, đẻ cái hột cái này ra luôn, coi còn con nào ra kế nó hay không nha. Không biết được có gặn không mà nhích dữ ra cái qua của nó kìa. Rồi đây là con thứ năm, cho vô sọt chung luôn. 5 con rồi, 5 con mà có con cái à, 4 đực. Chắc nó con này nó chuộng đực quá.
muốn gà nữa các bạn ơi, muốn gà nữa kìa. Thấy gà nước ối nữa rồi. Có heo nè, nó ngồi mà nó cũng đẻ được nữa nè. Thằng ơi, heo này không chịu nằm xuống đẻ mà ngồi, mệt lắm rồi. Rồi để mình kéo con heo này ra coi các bạn ơi, coi được hai cái đây. Rồi đó các bạn, con này là đúng như mình dự đoán luôn con cái. Tại vì nãy giờ là ra đực quá trời đực rồi, thì mấy con sau là bắt buộc phải ra một hai con cái thôi. Nhưng mà không biết là nó ra được bao nhiêu cái. Mình mong là bầy này khoảng 4 đến 5 con cái nha. Khoảng 5 con cái là đẹp các bạn. À bây giờ là được 6 con rồi. Nếu mà 5 con cái thì chắc không được đâu. Tại không biết là nó đẻ bao nhiêu con. Nếu mà đẻ 15 con á thì có thể là được. Còn mà đẻ 10 con, 12 con thì chắc có thể chắc 4 cái là dữ lắm rồi. Mà bây giờ mới 2 cái à, mới có 6 con à. Ở trong đây là 5 con rồi, ngoài con là 6 con. Con mẹ nó cũng mệt rồi. Chắc tí nữa nó chở bề đó các bạn. Rồi quay sơ lại cái đàn này cho các bạn xem nè. Cái đàn này á, là chung với cái đàn ở đằng kia á. À, mình chọn những con bự để mình tách riêng nó ra. Để ăn cho nó đều, để cho nó lớn đồng đều nha các bạn. Còn bầy này bây giờ lại bú sữa nè. Bầy này hôm nay là tối ngày thứ hai nha các bạn. Tối ngày thứ nhất chứ không phải ngày thứ hai nữa. Như nó đẻ hồi đêm hôm. Rồi tối nay lại, rồi nguyên buổi sáng nay, bây giờ buổi tối nè. Là chưa được 48 giờ nữa. Là chưa được tròn một ngày nữa các bạn. Là một giờ phía nó mới đẻ xong đó. À, bầy này hôm nay nữa là buổi tối ngày thứ hai nè các bạn. Mình quay cho các bạn xem nó uống sữa nè. Cái này thì hơi tối nha, bóng đèn hơi nhỏ, hơi tối. Đây nguyên dàn nái bên đây. Đó, ngủ khì hết trơn ha. Nằm im ghe hết ha. Rồi để bỏ con này vô các bạn ơi. Con nái mình nãy giờ nó ngồi dĩ các bạn, nó mệt, nó thở hì hì vậy á. Nó đau bụng quá rồi, nó chuẩn bị đẻ, sắp đẻ rồi, bây giờ nó mới chịu nằm xuống nè. Để quay chi tiết cái con thứ bảy này ra cho các bạn xem nha. Rồi con thứ bảy lú đầu ra kìa các bạn. Đó. Thứ bảy này cái luôn các bạn ơi. Rồi ba đực bốn cái nha. Để mình kéo nó ra cho nó nằm đẹp lại nha các bạn. Rồi con thứ bảy này nó nhỏ cũng giống như con thứ sáu luôn các bạn ơi. Không to đâu nha. Nhỏ mà dài đòn. Em 10, 12 con là khả năng là cao nha. Có thể là 10 con trên 10 con các bạn. 7 con rồi. Rồi cập nhật tình hình cái bé thứ 8 ra nè các bạn. Đó. Nãy giờ đợi gần cái tiếng đồng hồ bé thứ 8 mới ra nha. Đây là con thứ 8 rồi nha các bạn. Để mình lau chùi nó các bạn ơi, nó muốn ngọt nhớt rồi. Nãy giờ cái con thứ 9 này các bạn là nó gặn nãy giờ là 4-5 cơn rồi chưa có ra. Thì mình đợi một tí xíu nữa thì mình sẽ kiểm tra coi là như thế nào nha. Bây giờ thì 8 con này mình thả nó ra cho nó bú trước nha các bạn. Mình thấy nó đói quá trời rồi, nó bú với nhau chốc vậy. Rồi bây giờ mình tiến hành mình thả nó ra nha. Rồi đây là hình ảnh 8 con mình vừa thả ra nè các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi mình chờ con thứ 9 nha. Nó có một cơn gặn nữa rồi mà chưa ra. Để mình kiểm tra coi là nó đi tới đâu rồi. Rồi con thứ 9 ra nè các bạn. Gặn ra nè, nãy giờ đợi lâu lắm rồi nha. Đây cận cảnh coi con thứ 9 ra, gặn, ra. Rồi ra đầu trước các bạn ơi. Để lau chùi các bạn ơi, dãy quá dãy rồi. Rồi bây giờ mình cho cái con thứ 9 này vô sọt nha các bạn. Con này con cái nha, ok nha. Đó con thứ 9. Rồi để mình để cái sọt xuống. Mấy con này thì quá trời mạnh luôn, lanh quá trời lanh luôn rồi. Vừa cho cái sọt xuống để giữ ấm cái con thứ 9 này nè. Rồi bây giờ á, mình thấy con heo mẹ nó đẻ lâu rồi, nó gặn nó mất sức rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiêm cho nó 3C oxytocin để mình hỗ trợ cho nó nha. Các bạn lưu ý nha, trong quá trình đẻ thì tiêm chỉ 3C thôi, các bạn đừng tiêm nhiều nha. 3C là đủ tác dụng rồi. Tục được một em bé ra tiếp rồi nè các bạn. Đây là con thứ 10 các bạn ơi. Tính đi lấy sữa cho cái bầy nhỏ đằng kia uống. Mà đây là gã đẻ ra con thứ 10 rồi. Con thứ 10 coi được hết cái đây. Rồi con thứ 10 này cái các bạn ơi. Rồi 5 đực 5 cái nha các bạn. Vậy là ok rồi. Mà bụng vẫn còn đội nha. Khả năng là vẫn còn 2-3 con nữa đó các bạn. Vẫn còn đội, chưa hết nha. Rồi heo mẹ đang chuẩn bị gặn con thứ 11 các bạn ơi. Các bạn thấy phân su nhiều không? Rồi con thứ 11 ra nè. Nãy giờ chích oxytocin được hơn 15 phút rồi các bạn.
Đó, con thứ 11 ra nha, để lau chùi con thứ 11 các bạn ơi. Quá trời nước nhớt luôn rồi. Đây, mình cập nhật con thứ 11 cho các bạn xem nè. Bây giờ mình đưa vô chung với hai con này nha. Bỏ vô chung bầy với nó đi, để cho mình giữ ấm, để cho chân nó cứng cáp một tí xíu đi các bạn. Rồi bắt đầu là mình thả ra cho nó bú. Nhốt 8 con mày này lại, cho nó bú no, thiệt là no đi. Cái bụng này á, là khả năng còn 1-2 con nữa các bạn, chứ chưa hết đâu nha. Heo mẹ tiếp tục gặm con thứ 12 nè các bạn. Đây, chuẩn bị ra rồi nè, chuẩn bị ra rồi nè, để quay qua cho các bạn xem nha. Ồ, ra nhau chứ không phải là con các bạn ơi. Để đợi chùm nhau này ra coi là còn con hay không nha. Coi con có ra theo không? Chắc rồi, con ra theo lú đuôi rồi, lú đuôi rồi. Rồi, ra luôn. Cú. Rồi, cái con lúc nãy là bình thường nha các bạn. Nó chỉ dãy dụa thôi chứ không có bị ngạt nha. Lau chùi là sống bình thường. 4 con rồi. 4 con bên đây, 8 con cho bú, giờ nhốt lại rồi. Là 12 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, ok nha các bạn. Con mẹ nó còn gặn nữa các bạn ơi. Vẫn còn heo con nữa. Vẫn mình thấy ra phân su nha, vẫn còn heo con nha các bạn. 12 con rồi. À, mong là được thêm một con nữa, hoặc hai con thì càng tốt. Năm được 5 cái rồi các bạn. Heo mình hôm nay buổi sáng nè các bạn, quay cập nhật cho các bạn xem là đêm hôm mưa quá trời các bạn, mưa ầm 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 vậy đó, nói chuyện không nghe luôn nên mình không có cập nhật tình hình cho các bạn xem. Hiện tại là heo của mình nó đẻ được 12 con nha. Sáng nay các bạn kiểm heo với mình nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 con. Đó, heo của mình đẻ xong là sáng đứng dậy ăn bình thường các bạn. Các bạn nhớ tiêm thêm hồi sức cho nó, để cho kích thích nó ăn, để cho nó sung lên, nó khỏe lên, để cho nó đứng dậy nó ăn. Nó đẻ quan trọng là 1-2 ngày đầu là con heo nó ăn được, là nó khỏe mạnh, nó ok. Còn mà những con heo mà nó ăn, nó đẻ xong, nó nằm ly bì á, là những con heo nó mất sức, nó đuối lắm các bạn, chăm nó cực lắm. Cũng có trường hợp mà heo nó bị như vậy nha, tại vì nó đẻ xong nó kiệt sức, nó mệt đó các bạn. Còn đa số heo của mình đẻ xong á là đứng dậy ăn bình thường. Đó, heo con nè, trắng tinh đẹp ha. Rồi, mấy bầy bên đây. Bên đây chắc hơn chục ký, hơn chục ký rồi. Rồi bầy heo con bên đây nè, uống sữa. Sáng lạnh nằm kìa. Trời đang mưa các bạn, trời chỉ mưa đen thui luôn. Hôm giờ mưa quá trời mưa, ầm 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 luôn. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình nha.